Xin chào cả nhà, mình đã đến với cửa hàng em hôm nay nha. Hôm nay là có về một sườn xế IC7 đó. Cả nhà mình có thể nhìn xem tổng quan bên ngoài á đó. Hiện tại thì em này về chưa rửa hết nha đó. Cả nhà có thể nhìn cái bánh thì nó hơi nứt vì là gì á, nó bị xẹp của em mới bơm lên này ha. Bánh không lủng nha cả nhà, nhưng nó bị xẹp á, để lâu bị xẹp nên nó nứt ha, không có nó thì không ảnh hưởng gì. Cả nhà không thích thì em có thể thay bánh khác, hoặc có thể là bỏ bánh lại trừ tiền ha. À, cả nhà mình có thể xem xung quanh nó nhẹ một cái. Từ từ em sẽ quay kỹ cho cả nhà xem lại nha. Hiện tại đây là duyên nó là gáp theo một cái đầu, đó là 1S90. Văn ma 1S90, nguyên cái sườn văn ma cả nhà. Đó, cả nhà mình sẽ xem qua đầu máy rất đẹp. Hiện tại là máy này chưa chùi rửa nha, chưa chùi rửa. Đó. Con này thì nó đẹp nhưng mà gì chày quá cả nhà. Đó. Quá chày. Nhưng mà cả nhà có thể nhòm cái sườn ha, cái sườn số nè, nó dài xuống. Rất là đẹp. Này em sẽ quay cho nhà xem. Lai gà tí nữa mình sẽ vô chi tiết từng món bộ phận của em nó ha. Đó, số gặt cọc cọc rất là ngon. Trên này ha cả nhà. Sườn này chưa chùi rửa nha cả nhà. Xin nhắc lại, sườn này chưa chùi rửa. Đó. Rồi, sẽ quay chi tiết cho nhà một con cái đầu máy. Hiện tại là theo em nó là đây là đầu văn ma 1S90. Chạy gió nha cả nhà. Hình thức máy còn rất là đẹp ha cả nhà. Đó. Máy chưa vệ sinh là như vậy là quá ok. Nắp xi lắp nha. Đó. Trên này thì cả nhà có thể nhìn xuống, đây là cái khung. Khung để cái máy, khung quá đẹp. Nhìn cái khung máy là cả nhà biết quá đẹp ha. Khung quá lạnh luôn. Bên này cũng vậy ha cả nhà. Ôi, khung bên này thì đẹp hơn khung bên kia luôn nha. Đó. Cả nhà có thể thấy IC7 nè. IC7. Bánh bên này còn đẹp nha nha. Bánh bên này đẹp, bánh bên kia thì hơi nứt chỗ kia á, em mới chỉ cái nhà rồi đó. Rồi. Đấy. Đó, từ đó đi xuống thì mình có thể xem được cái cốt đùi ha. Cho cả nhà xem cái phần đùi nó. Này thì hơi chậm, cả nhà thông cảm nha. Đi qua bên này mình xem mới được cái nhà. Đó, cốt đùi nằm dưới á cả nhà. Đó. Ok ha, chưa chống nước sơn luôn. Sườn này thì nó rất ok. Gọi là khá là đẹp ha nha. Đó. Phần bụng nè nha, mặt này lét nhìn xem nè. Đó, phần bụng nè. Không chảy nhớ, không bị nhớt nha nha. Tắt. Rồi, mình lên trên này. Đó, cả nhà có thể thấy được cái bụng, cái hộp số nó rất là đẹp. Gọi là rất là đẹp nha. Máy này mà chùi rửa lên một cái thôi rồi đẹp luôn. Nhớ còn nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy mắt nhớt này ha, nhớ còn. Con số này kia có thứ. Sới còn dày cui luôn. Với cả nhà mình thấy không nha. Rất dày nha. Giờ này như là bỏ nhiều hơn chạy ha cả nhà. Nó bỏ tới mức ngoài cái tay này nè. Mình rổ xét trơn luôn. Đó. Mình sang phần bên này xuống nha cả nhà. Đó, sang phần dưới này. Cục đùi ở dưới ha. Đó, cho cái nhà mình xem móc sẽ nhớt nha cái nhà. Đó. Nó còn màu vàng luôn, chưa dặn nha chứ nha. Chưa dấu dặn luôn nha. Cả nhà mình có xem kỹ hơn thì cứ lại tại cửa hàng. Cửa hàng em tại thị trấn Cà Đỏ, huyện Cà Đỏ, thôn Thơ. Cửa hàng máy nông cơ Trọng Sen. Ha. Đó, hộp số đồ quá ok. Đây, nhân sới trong này nhìn vô. Dở lên cái bụi chân thúng đầu ha cả nhà. Máy zin chưa chùi rửa, đất Nhật vẫn còn. Rồi. Hộp số ok, tay thắng 3 da hoạt động bình thường nha cả nhà.
Cả nhà thông cảm là gạt số hơi lắc chút xíu ha, tại vì em vừa quay vừa gạt số này khó. Rồi bây giờ em sẽ quay con máy này nổ và vô số chạy tới chạy lui cho cả nhà xem nha. Đây là tiếng máy dầu đã được bên em quay nổ nha cả nhà. Không nổi nha cả nhà. Rồi. Tiếng máy ok ổn ha. Đèn hình như đứt rồi nha cả nhà. Đứt cái gì vậy? Đứt rồi nha cả nhà, bóng đèn đứt rồi, uổng quá. Rồi bây giờ em sẽ vô số thử cho nhà xem nha. Phần này là số bông xới nè, rất nhẹ nhàng nha. Xả bà già xuống là bông xới nó quay nè, đó các bạn thấy ha. Nhắc bên này, này là nó xới gì nha, nó quay lại nó hai chiều nha. Đó là phần bông xới á cái nhà, hoạt động ok bình thường, phần bông xới. Đây là số chạy tới. Nhà gặt lên. Bà già. Đó. Hoạt động ok ha, bớ một cái là lách qua liền. Đó. Bớ là lách qua này. Đó. Bà già. Ghê nha cái nhà. Quá ok. Rồi, bóp một cái là lắp nha. Đó. Nhẹ nhàng. Qua đây. Qua luôn. Rồi, tạm dừng nha cái nha. Đó, bác nào muốn vừa chạy tới vừa xới thì mình giật số 1. Đó là vừa chạy tới vừa xới nha cả nhà. Đó. Vừa chạy tới bông xới nó vừa quay ha. Rồi bây giờ mình nhặt này. Vừa ve vừa xới nha cả nhà. Rồi vừa ve vừa xới. Rồi em sẽ phép tắt máy nha cả nhà. Rồi. Đó, cả nhà theo là em vô số này kia, nói chung là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 đều hoạt động bình thường nha cả nhà. Bên em là cam kết với nhà như thế nha, đều hoạt động bình thường. Rồi. Thì bên em cũng bán sườn này với giá là trên 20 củ. Rồi. Cái nhà mình cần thì cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình đó, hoặc có thể gặp đến trực tiếp cửa hàng và xem ha, tại thị trấn Cái Đỏ, thành phố Cần Thơ. Rồi đó, xung quanh như thế thôi, rất đẹp. Sườn này thì đối giá trị nó, bác nào biết xài đồ thì sườn này là giá là quá hợp lý ha, công cao nguyên một bộ nha nhà, nguyên một bộ thì trên 20 triệu đó. Giá hợp lý, công cao. Còn bác nào muốn nói mà mắc mỏ gì đó thì cái đó là bác đó là chưa xài đồ, chưa tới xài đồ mấy con IC này. Rồi. Hẹn gặp lại cả nhà những sườn đẹp tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.